Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay cửa hàng thiết bị y tế Quỳnh Gia xin giới thiệu tới các bạn mẫu xe đẩy monitor máy điện tim. Khi mà chúng ta đi đo điện tim thì hay được chỉ định là sẽ tháo tất cả các thiết bị điện tử cũng như là kim loại trên cơ thể để tránh gây nhiễu sóng máy điện tim sẽ đo không được. Thì để tránh cái tình trạng đó, xe đẩy monitor điện tim bên mình được thiết kế bằng inox không rỉ và chống nhiễu. Ngoài ra thì xe còn được thiết kế với 3 tầng. Với tầng trên cùng chúng ta sẽ để máy điện tim, tầng thứ hai thì chúng ta để dây và tầng thứ ba là để một số loại gel để hỗ trợ khi mà mấy cái bát dán ở trên mấy cái bát hơi ở trên máy điện tim không thích vào cơ thể nữa, khi mà bôi cái gel đó lên thì nó sẽ hết. Xe còn được hỗ trợ một cái thanh để cố định. Như cái thanh này chúng ta sẽ cho dây vào đây, dây của máy điện tim cố định cho nó gọn gàng, không vướng víu trong quá trình chúng ta di chuyển đẩy xe trong bệnh viện hay là một số phòng khám, nó sẽ không có bị vướng. Cái thanh này còn có thể tăng đưa lên xuống được. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn.